Chào các bạn. Hành trình ngày hôm nay mà Bimbo TV muốn được cùng các bạn trải nghiệm chính là ngắm nhìn Hà Nội từ trên cao. Một góc nhìn khác lạ mà chắc chắn ai cũng mong chờ được một lần khám phá. Hà Nội cổ kính và nên thơ sẽ hiện ra khi ta ngồi trên chiếc siêu xe mui trần 2 tầng hiện đại như thế nào. Chúng ta cùng khám phá nào các bạn. Trước mỗi điểm đến, hệ thống sẽ giới thiệu sơ qua về lịch sử hình thành, cách thức tham quan của địa điểm đó, để nếu du khách thấy hứng thú có thể cân nhắc xuống xe để tự tham quan. Ngoài ra, hệ thống còn trang bị nhiều chương trình giải trí hiện đại khác như máy nghe nhạc hay livestream. Chuyến đi của xe buýt 2 tầng Hà Nội sẽ xuất phát tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Nhưng do hôm nay là thứ bảy nên chúng ta sẽ được xuất phát từ nhà hát lớn Hà Nội, một trong những địa danh lịch sử của thủ đô Hà Nội. Tầng có tầng 1 thì được thiết kế giống như các xe buýt bình thường khác, nhưng ở trên tầng 2 thì được thiết kế mui trần để cho khách du lịch có thể thoải mái tham quan và thưởng thức không khí của thủ đô Hà Nội tùy theo từng thời điểm trong ngày. Ngoài những hệ thống được trang bị như wifi từ miễn phí hoặc là camera thì trên hệ thống xe còn có tai nghe để các có thể nghe thiết mình và rất nhiều thứ tiếng trên thế giới. Có thiết kế hiện đại, trang bị tai nghe thuyết minh 8 thứ tiếng như tiếng Việt, tiếng Malaysia, tiếng Nhật Bản, tiếng Hàn Quốc, tiếng Tây Ban Nha hay cả tiếng Đức nữa. Còn có cả tiếng Nga các bạn ạ, tiếng Trung Quốc, tiếng Pháp, tiếng Anh và rất nhiều thứ tiếng. Hiện tại chúng ta đang đi qua con phố Quang Trung, một trong những con đường, con phố rất nổi tiếng, xuất hiện trong bài hát Hoa Sữa, một trong những loài hoa tượng trưng một cô cho thủ đô Hà Nội. Đây chính là bệnh viện Việt Đức. Đây là bệnh viện đầu ngành bệnh về xương khớp của Hà Nội. Bệnh viện Việt Đức được đặt tên là Việt Đức bởi trước đây thì các bác sĩ cũng như giáo sư của nước Đức đã sang Việt Nam để giúp đỡ các giáo sư bác sĩ Việt Nam trong việc chữa bệnh cho mọi người. Cho nên cả hai bên đã thống nhất đặt tên bệnh viện là Bệnh viện Việt Đức.
chuyến xe buýt của chúng ta đang đi qua phố Tống Duy Tân. Đây là một con phố nổi tiếng về ẩm thực, có thể coi là phố ẩm thực của thủ đô Hà Nội. Tại nơi đây thì có rất nhiều những món ăn nổi tiếng của Việt Nam cũng như của Hà Nội. Ví dụ như món bánh cuốn này, xôi gà này, hoặc là món đặc trưng nhất chính là món gà tần với bánh mì nướng mật ong, rất là ngon các bạn ạ. Tiếp tục di chuyển trên con đường Điện Biên Phủ, chúng ta sẽ đến với cột cờ Hà Nội, một trong số ít những công trình còn nguyên vẹn sau chiến tranh. Có tuổi đời trên 200 tuổi, cột cờ lớn ấy quốc kỳ đỏ tươi tung bay. Giờ đây cột cờ Hà Nội dường như đã trở thành biểu tượng lịch sử cho sự bất khuất, dũng cảm của nhân dân thủ đô trong cuộc chiến tranh chống quân xâm lược. Đối diện cột cờ Hà Nội là công viên Lenin, ngày nay trở thành nơi vui chơi của nhân dân thủ đô. Ở đây có tượng đài Lenin bằng đồng cao 5,2m, đặt trên bệ đá hoa cương cao 2,7m, quay ra mặt đường Điện Biên Phủ. Cột cờ cũng nằm trong khuôn viên của Bảo tàng Quân đội. Tới Bảo tàng Quân đội, nơi trưng bày những hiện vật và nhiều tài liệu giới thiệu quá trình ra đời và trưởng thành của các lực lượng vũ trang quân đội nhân dân Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử. Bên ngoài sân bảo tàng trưng bày những hiện vật lớn, những vũ khí hiện đại, tịch thu của quân địch, những mảnh xác máy bay rơi, trong đó có những mảnh xác máy bay B-52 hiện đại thời chiến tranh. Lá cờ của cột cờ Hà Nội cũng rất đặc biệt, có diện tích tới 24m². Vì lá cờ quá lớn nên may rất mất rất nhiều thời gian và cứ 2-3 tuần phải thay một lần. Một năm có khoảng 20 lá cờ được thay tại cột cờ lịch sử này. Một trong những điểm đến không thể bỏ qua và rất được mong chờ khi tới với thủ đô Hà Nội của nhân dân cả nước và du khách quốc tế chính là Lăng Bác, nơi yên nghỉ của Bác Hồ kính yêu và quảng trường Ba Đình lịch sử. Nơi đây, ngày 2 tháng 9 năm 1945, Hồ Chủ tịch đã đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam, một điểm đến vô cùng ý nghĩa với mỗi người dân Việt Nam. Đối diện Lăng Bác chính là tòa nhà Quốc hội, một trong 10 công trình kiến trúc nổi bật của Việt Nam. Tòa nhà nằm trên đường Độc Lập, không chỉ có ý nghĩa chính trị đặc biệt, mà đây còn là một công trình kiến trúc hiện đại, độc đáo. Bên cạnh Lăng Bác là Phủ Chủ tịch, nơi được bình chọn trong top 13 dinh tổng thống đẹp nhất thế giới, là nơi làm việc của chủ tịch nước cũng như các lãnh đạo cao cấp của đất nước, nơi tiếp đón các nguyên thủ quốc gia tới thăm Việt Nam. Ta đang di chuyển đến đền Quán Thánh. Nơi đây thờ một vị thần trấn giữ phía bắc của thủ đô Hà Nội khi xưa và là một trong tứ trấn của thủ đô Hà Nội. Một di tích lịch sử văn hóa rất nổi tiếng, rất đáng tham quan. Đường Thanh Niên hiện ra trước mắt chúng ta đầy nên thơ. Đường nằm giữa Hồ Tây và Hồ Trúc Bạch. Từ lâu nay, con đường này đã được coi là nơi ngắm hoàng hôn tuyệt vời bên bờ hồ lộng gió.
Con đường xưa có tên gọi là đường Cổ Ngư, đã đi vào bài hát Mùa Hoa Sữa của nhạc sĩ Hồng Đăng và đi vào lòng biết bao thế hệ người dân Hà Nội. Trên con đường này, ta sẽ được tới thăm thêm một di tích lịch sử lâu đời, đó là chùa Trấn Quốc, nằm trên một hòn đảo ở Hồ Tây. Chùa có lịch sử gần 1.500 năm, ngôi chùa cổ kính với cảnh quan tao nhã giữa khung cảnh tĩnh mịch của Hồ Tây mênh mông. Này Đỗ Vi biết chùa Trấn Quốc nằm trên hồ gì? Hồ Tây. À, sao con biết? Tới con rất nhiệt tình. Trên hành trình tham quan tiếp theo, chúng ta sẽ được tới thăm con đường gốm sứ. Trong 4 năm thực hiện dự án, con đường gốm sứ đã thu hút sự tham gia của 20 họa sĩ trong nước và 15 họa sĩ nước ngoài như Đan Mạch, Pháp, Hà Lan, Tây Ban Nha, Ý, Anh, Mỹ, Argentina. Ngoài ra còn có hơn 100 nghệ nhân, thợ thủ công các làng nghề gốm trong nước, hơn 500 người dân, sinh viên, thiếu nhi cùng tham gia thực hiện dự án này. Con đường gốm sứ rực rỡ sắc màu, thay thế cho màu thời gian của dải đường bê tông ngày nào. Con đường là sự hội tụ của những tấm lòng trong nước và quốc tế đối với thủ đô thân yêu. Tổ chức UNESCO Thế giới đã công nhận và trao bằng chứng nhận kỷ lục bức tranh ghép gốm sứ lớn nhất thế giới cho công trình này. Đó là một niềm tự hào của người dân Hà Nội nói riêng và người dân cả nước Việt Nam nói chung. Qua con đường Phan Đình Phùng, một trong những con đường đẹp nhất của thủ đô Hà Nội, với hai hàng cây rợp bóng mát. Mùa hè mà các bạn đi vào con đường này thì cảm thấy như là đang bước vào một căn phòng có điều hòa với không khí thiên nhiên rất là tuyệt vời. Con đường Phan Đình Phùng, chúng ta sẽ di chuyển vào phố Hoàng Diệu. Hoàng Diệu là tên vị tổng đốc Hà Nội từ năm 1880. Và trên con đường này, chúng ta sẽ đi qua ngôi nhà mà sinh thời bác Võ Nguyên Giáp đã từng ở. Và nơi đây sau khi từ khi bác mất thì trở thành nhà tưởng niệm của bác Võ Nguyên Giáp. Cũng trên con đường Hoàng Diệu, chúng ta sẽ đi qua đài tưởng niệm Bắc Sơn. Đài tưởng niệm Bắc Sơn thể hiện truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta. Đây là công trình kiến trúc đẹp mà đầy ý nghĩa cao cả, là nơi trang nghiêm thiêng liêng của đất nước để tưởng nhớ đời đời các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho sự độc lập của dân tộc. Giờ
Rẽ vào con phố Nguyễn Thái Học đông đúc và sôi động của thủ đô, chúng ta sẽ được ghé thăm nơi được coi là trường đại học đầu tiên của đất nước. Chúng ta đang di chuyển tới Văn Miếu Quốc Tử Giám. Đây là công trình được xây dựng vào những cuối năm 1070 để thờ kính Khổng Tử cùng những bậc tiền tài nho học, và đây là nơi dạy học và tổ chức khoa thi, được mệnh danh là ngôi trường đại học đầu tiên của Việt Nam. Với tuổi đời hơn 700 năm, đã đào tạo hàng ngàn nhân tài cho đất nước. Ngày nay, Văn Miếu Quốc Tử Giám là nơi tham quan của du khách, đồng thời cũng là nơi khen tặng cho các học sinh, sinh viên xuất sắc, là nơi tổ chức hội thơ hàng năm mỗi dịp rằm tháng giêng. Đây cũng là nơi các sĩ tử đến cầu may trước mỗi kỳ thi, như là để thể hiện sự hiếu học của dân tộc. Trên cung đường mà chiếc xe buýt 2 tầng này đi qua, ta sẽ được ngắm nhìn những địa danh lịch sử như Chùa Quán Sứ, Nhà tù Hỏa Lò, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Trên những cung đường, tuyến phố như Cửa Nam, Phan Bội Châu, Phố Lý Thường Kiệt, Phan Chu Trinh, Đường Hai Bà Trưng, Tràng Tiền hay Phố Đinh Tiên Hoàng. Điều hấp dẫn và cũng là trải nghiệm thú vị với du khách chính là được ngắm nhìn cuộc sống rất đời thường của người dân thủ đô. Những ngôi nhà có kiến trúc cổ kính, đan xen những cửa hàng, nhà hàng hiện đại. Tuy nhiên, dường như tất cả vẫn toát lên vẻ thâm trầm, nhẹ nhàng, cổ kính của thủ đô ngàn năm tuổi. Quả là trải nghiệm khó quên, một góc nhìn mới lạ với tất cả du khách. Thank you.
sau một hành trình khá dài khám phá vòng quanh thủ đô Hà Nội bằng xe buýt, chơi xe buýt 2 tầng thì ba mẹ con đã tự thưởng cho mình bằng bò bía và gà bông, những món ăn mà hai cô cậu Bimbo rất là thích các bạn ạ. Nhất là món bò bía, rất thơm mùi dừa và mùi bò bía. Điểm dừng cuối cùng tại nhà hát lớn cũng rất gần bờ hồ. Nếu đi vào dịp cuối tuần thì các bạn hãy dạo bộ tới phố đi bộ quanh Hồ Gươm nhé. Ở đây diễn ra rất nhiều hoạt động thú vị và đáng nhớ đối với các trẻ em và cả người lớn. Còn rất nhiều những hành trình thú vị mà Bimbo muốn được cùng các bạn khám phá và trải nghiệm. Các bạn hãy đăng ký kênh để được xem sớm nhất những video từ Bimbo TV. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.